chào các bạn. Mình chia sẻ đoạn cái chủ đề là khỏe mạnh để chúng ta làm kinh doanh giỏi, khỏe mạnh để chúng ta trở thành người lãnh đạo giỏi, khỏe mạnh để chúng ta trở thành một người bố tuyệt vời, khỏe mạnh để chúng ta trở thành một doanh nhân giỏi, đúng không? Đi ra kinh doanh mà không khỏe mạnh thì làm sao chúng ta ra kinh doanh được? Một người bố trong gia đình mà chúng ta khỏe mạnh thì vẫn cứ tốt hơn là một người bố không khỏe mạnh, đúng không? Nó là chúng ta cần phải thực hành cái việc khỏe mạnh này mỗi ngày. Mình là một trong những cái người cổ suý cho việc gì ạ? Cổ suý cho cái việc mà phải có sức khỏe, phải có khỏe mạnh thì chúng ta mới làm được. Thì mình sẽ chia sẻ cái chủ đề này rất là nhanh thôi, một chút xíu thôi. Bởi vì tối hôm nay mình có lớp 3 tiếng đồng hồ. Bạn nào xem cái livestream của mình, quen biết mình rồi thì các bạn comment xuống, chúng ta chào nhau để chúng ta biết nhau. Bạn nào mà chưa quen biết mình thì các bạn gõ số 1 xuống để chúng ta cùng nhau biết nhau. Sau cái livestream này thì mình sẽ kết nối với các bạn. Chào nhau đi các bạn, ở khu vực nào, vùng miền nào thì chúng ta chào nhau đi. Mình sẽ livestream rất là nhanh thôi. Giờ này là đã 4 giờ rưỡi chiều rồi, đúng không ạ? Và mình chia sẻ về cái chủ đề về năng lượng thôi, về sức khỏe thôi. Có sức khỏe thì chúng ta mới làm được, không có sức khỏe thì chúng ta không làm được đâu. Chào bạn Lê Nguyên. Vâng. Chào bạn Thanh Lan. Hôm nay có lớp khởi nghiệp em miễn phí lúc 6 giờ tối. Và bạn nào, chào thầy và các bạn, cuối tuần này em sẽ gặp lại thầy tại khóa ngày. Ok. Cảm ơn em, rất là tuyệt vời. Vậy thì cái tư tưởng mà luôn luôn khỏe mạnh, sống cuộc sống khỏe mạnh, sống cuộc đời khỏe mạnh, là cái tư tưởng này là cái tư tưởng nó rất là hữu ích. Đây là một trong những cái tư tưởng khôn ngoan. Mà cái điều này nó mình như thế nào à? Mình là người cổ suý cho cái việc này, truyền bá cho mọi người cái việc này, bởi vì chúng ta chỉ phát huy được cái năng lực của bản thân chúng ta. Chúng ta chỉ phát huy được cái trí tuệ của chúng ta tốt nhất, chúng ta chỉ phát huy được cái công việc làm của chúng ta tốt nhất khi chúng ta có sức khỏe tốt và khỏe mạnh. Chào bạn Nguyễn Kim. Và khi các bạn có sức khỏe tốt thì các bạn chắc chắn rằng các bạn sẽ đứng vào hàng ngũ những con người mà tuyệt vời nhất thế gian này. Trong đội ngũ của bạn, trong bạn bè của bạn, trong gia đình của bạn, những người mà các bạn đi chơi cùng với họ và bạn là người có sức khỏe tốt nhất thì nó như thế nào ạ? Bạn là một trong những người mà sẽ hạnh phúc nhất, sẽ vui nhất, và bạn sẽ là người xuất sắc nhất trong cái đội nhóm đó. Bởi vì nếu mà không có sức khỏe tốt thì chúng ta sẽ không làm được cái gì. Chỉ nói nhiều thôi chứ sẽ không làm được cái gì. Nó là chúng ta hãy cổ suý cho nhau, hãy động viên nhau, hãy bắt mọi người cùng nhau gì à? Cùng nhau để chúng ta có cái sức khỏe tốt. Bởi vì chính như vậy chúng ta mới làm được việc thôi. Chính như vậy chúng ta mới đạt được thành tựu trong sự nghiệp của chúng ta, thành tựu trong cuộc đời, thành tựu trong sự nghiệp của chúng ta. Bạn rất là thông minh, bạn rất là giỏi giang, bạn có nhiều cái ý tưởng tốt, nhưng mà bạn không có sức khỏe tốt thì bạn làm được cái gì? Chắc chắn là bạn sẽ không làm được cái gì hết. Nên là chúng ta hãy cổ suý cho cái việc thường xuyên để chúng ta có được cái sức khỏe. Và cái người nào họ biết làm cái điều này là những người khôn ngoan nhất, những người khôn ngoan nhất. Những người nào mà họ chọn, bạn có thể là chọn là bạn thông minh, bạn có thể là bạn chọn là bạn là người ham học, bạn có thể là bạn chọn là bạn là người siêng năng. Tuy nhiên, nếu mà bạn, cái người nào mà họ chọn để họ có sức khỏe tuyệt vời nhất, đó là con người khôn ngoan nhất. Đó là những con người tuyệt vời nhất. Bởi vì họ chọn cái quan trọng nhất. Bởi vì sức khỏe là cái số 1, không gì bàn cãi rồi. Và chúng ta không có cái được điều này nhiều. Chúng ta chỉ tràn đầy tuy tiền tỷ, ok, rất là vui. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1 cho mình đi. Comment số 1. Bạn nào biết mình rồi thì các bạn giới thiệu đi. Và người nào mà họ có sức khỏe tốt á, thì trong họ như thế nào ? Trong họ rất là tuyệt. Họ tràn đầy năng lượng. Họ tràn đầy cái sinh khí. Họ như thế nào ? Trong họ rất là mạnh mẽ. Trong họ như thế nào ? Trong họ họ rất là quyến rũ, đúng không? Họ rất là thu hút. Đó là những cái con người mà có sức khỏe tuyệt vời. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì comment số 1 xuống. Sức khỏe có được
là những điều mình muốn. Ok, bạn công thành, đó là điều chắc chắn rồi. Nó là chúng ta phải cổ xí cho sức khỏe. Và các bạn biết rằng là mình cũng hàng ngày mình cũng tập viết sách, mình ngồi mình lo mình viết sách, mình chuẩn bị ra cái quyển sách thứ tư của mình. Và song song đó mình cũng ra cái quyển sách thứ năm luôn. Nó là cái quyển sách thứ tư ra khoảng vài tháng sau là quyển sách thứ năm cũng ra 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 đời, vì mình ngồi mình viết một lúc hai cái nội dung sách luôn. Và để mà làm được cái việc này, và tối nay mình phải đứng lớp, cuối tuần mình phải đứng lớp, có tuần mình đứng lớp gần như kín hết cả tuần. Và mình truyền năng lượng cho các bạn, mình chia sẻ cho các bạn cái nhiệt huyết đó. Cái nhiệt huyết đó, mình làm được cái điều đó là nhờ gì? Nhờ có sức khỏe. Không có sức khỏe chúng ta sẽ không làm được. Bạn hình dung chưa? Đó là yếu tố sức khỏe thôi. Chỉ có sức khỏe chúng ta mới làm được những điều đó thôi. Bạn muốn tạo ra sự khác biệt, bạn phải có sức khỏe. Nó như thế nào ạ? Và cái việc mà luyện tập sức khỏe, để luyện tập để chúng ta có sức khỏe, đó là cái gì ạ? Cái mà chúng ta cần phải đi tập thể dục mỗi ngày. Cái việc tập thể dục mỗi ngày nó trở thành cái thói quen rồi, cái thói quen của mình rồi. Giống như một người á mà họ hút thuốc á, một ngày nào họ không hút thuốc thì họ không có chịu được, đúng không? Một người mà họ hay nhậu á, thì họ như thế nào? Ok, chào, cảm ơn bạn Quách Dầu. Kỳ này sao em không đi Singapore, Quách Dầu ơi? Đi Singapore chung với các bạn đi, 40 bạn rồi, hiện tại là đã 40 bạn rồi. Các bạn như chưa, có nhiều người họ hút thuốc và họ đốt hết điếu thuốc này để đến điếu thuốc kia, họ uống bia hàng tối, họ phải uống bia, họ phải uống rượu, và họ luyện cái đó để làm gì? Họ tiêu tốn cái sức khỏe của họ kinh khủng. Bản thân mình thì mình làm ngược lại, thay vì mình hút thuốc mình uống bia thì mình làm cái gì? Mình làm cái gì bạn biết không? Mỗi ngày mình đều tập thể dục. Cái điều đó là cái điều nó vô cùng tuyệt vời. Và cái việc tập thể dục đó nó luyện cho bạn rất là nhiều cái điều. Bạn phải chiến thắng được cái bản thân của mình. Bạn phải chiến thắng được cái bản thân của mình thì bạn mới tập được thể dục. Còn nếu mà bạn nào mà tập thể dục mỗi ngày và bạn tập ngày bỏ ngày không, điều đó có nghĩa là gì? Bạn không chiến thắng được cái bản thân của mình rồi. Nhưng mà đi hút thuốc còn đi bia rượu thì các bạn lại làm. Và các bạn thấy không ạ? Và có những người họ vui lắm, họ làm ra tiền để họ đi mua bảo hiểm sức khỏe. Và họ đóng rất là nhiều tiền để họ đi mua bảo hiểm sức khỏe. Họ bỏ rất là nhiều tiền cho cái công ty bảo hiểm để gì ạ? Họ bảo hiểm cho cái sức khỏe của họ đó. Tuyệt vời lắm các bạn ơi. Nó thú vị kinh khủng luôn. Nhưng mà họ làm ra tiền, họ bỏ tiền cho công ty bảo hiểm để họ mua sức khỏe, rồi họ đi nhậu. Họ đi như thế nào? Họ đi nhậu nhẹt rồi họ đi phá sức khỏe, rồi họ bỏ tiền để họ mua bảo hiểm sức khỏe để họ trong họ mong rằng họ sẽ được khỏe. Nhưng mà những cái người đó là họ sợ bệnh, họ sợ chết sớm. Họ bỏ tiền họ mua sức khỏe bởi vì họ sợ chết sớm. Họ như thế nào? Họ muốn cái bảo hiểm để đảm bảo cho họ cái việc đó. Tuy nhiên với mình thì khác. Mỗi ngày mà mình tập thể dục, mỗi ngày mình tập thể dục thì như thế nào? Thì nó y như là cái việc gì? Mình đã mua bảo hiểm sức khỏe của mình rồi. Mỗi ngày sáng dậy mình thức dậy mình tập thể dục, mình chạy 3 vòng 4 vòng 5 vòng đó, là nghĩa là mình đang đóng gì? Mình đang đóng cái gói bảo hiểm sức khỏe cho mình mỗi ngày. Các bạn thấy điều này nó ý nghĩa không ạ? Nó vô cùng ý nghĩa. Và các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn. Hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn để các bạn lưu lại, để các bạn xem. Bạn nào lần đầu tiên xem cái livestream của mình thì các bạn comment xuống số 1 đi. Để chúng ta cùng nhau xem cái livestream này. Thì mỗi ngày mình tập thể dục đó là mình đã đóng cái gói bảo hiểm sức khỏe cho mình rồi. Nên nó vô cùng ý nghĩa, và mình luôn có sức khỏe để mình làm được những cái việc nó tốt hơn. Sức khỏe là cái phương án tốt nhất để chúng ta triệt tiêu đi những cái bệnh hoạn,
Khi mà bạn có sức khỏe tốt thì nghĩa là bạn không có làm bệnh, bạn không có làm bạn với cái con virus, bạn không làm bạn với bệnh viện và bạn sẽ không làm bạn với những cái ông bác sĩ. À, các bạn có nhận ra điều này không ạ? Đó là mình là người cổ xí cho sức khỏe. Dù và nếu mà các bạn bạn nói rằng là bạn bận rộn, bạn không có thời gian để tập thể dục để bảo vệ sức khỏe cho mình, bạn nói rằng là bạn lo, bạn làm ăn, cái điều đó nó hoàn toàn không đúng. Mà nói là một cái công việc mà quý giá nhất mỗi ngày các bạn phải làm, đó là dành thời gian để luyện tập sức khỏe, dành thời gian để thể dục, dành thời gian để luyện tập sức khỏe. Bởi vì cái sức khỏe nó làm cho cái con người của bạn nó thấy thoải mái, nó trong nhiệt huyết, nó tuyệt vời hơn. Và cái đó là cái công việc xứng đáng và mỗi ngày các bạn làm. À, bạn càng làm cái công việc thể dục để tích lũy mỗi ngày là bạn đang mua một cái gói bảo hiểm sức khỏe mà nó trị giá vài tỷ ở ngoài kia của các công ty bảo hiểm bạn mua, nó không xê nhê gì hết. À, đây là cái gói bảo hiểm mà nó trị giá nhất. Và đây là cái công việc mà nó tuyệt vời nhất mà mỗi ngày các bạn càng làm. Và chắc chắn rồi, bạn nào có sức khỏe thì cái niềm vui của bạn nó luôn được trọn vẹn. Các bạn thấy không? Những cái ý tưởng kinh doanh, những ý tưởng tuyệt vời nó luôn phát sinh ra. Và bạn luôn nhiệt tình với khách hàng, bạn luôn hạnh phúc với gia đình của mình. Và bạn có được những cái gì ạ? Những cái điều suy nghĩ nó rất là thông suốt, nó rất là tận tâm, nó rất là nhiệt huyết. Còn những người mà họ không có sức khỏe thì họ như thế nào ạ? Họ sẽ bị vướng rất là nhiều điều ở trong cuộc sống và trong xã hội này. Ok chưa? Nên là chúng ta gặp nhau, chúng ta hãy gì ạ? Hãy động viên nhau, cùng nhau có sức khỏe tốt. Và có sức khỏe tốt thì chúng ta mới đi làm kinh doanh được. Và khi kinh doanh có tiền rồi thì chúng ta mới như thế nào ạ? Có sức khỏe tốt để chúng ta enjoy cái cuộc sống này. Chúng ta cũng giúp cho khách hàng chúng ta có sức khỏe tốt. Cái đó, bạn có sức khỏe tốt, điều đó thể hiện bạn sẽ làm ăn rất là đàng hoàng. Bởi vì sao ạ? Bạn quan tâm đến con người bạn. Còn nếu mà bạn không có sức khỏe tốt mà bạn nói bạn quan tâm với khách hàng, cái điều đó là hoàn toàn nó có một cái gì đó là nó hơi sai sai trọng á. Nó là chúng ta cần phải luyện để chúng ta có sức khỏe tốt. Vâng, cái chủ đề hôm nay mà nói rất là ngắn gọn là chúng ta cần phải có sức khỏe tốt. Tối hôm nay mình có lớp 3 tiếng đồng hồ hoàn toàn miễn phí, các bạn nào tham gia, có một số bạn đăng ký tham gia rồi thì các bạn liên hệ với mình. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn bấm số 1 nha. Có ba cái quyển sách này đúng không? Ba cái quyển sách này, cái quyển vượt biển lớn, cái quyển mỗi ngày một chút thôi và quyển bị dân đầu quay. Và đây là cái trung tâm của mình, Bitrining vượt biển nhân nhân. Và đây là cái khóa học mà nổi tiếng những năm qua mình hay chia sẻ cho các bạn. Và đây là cái địa chỉ của trung tâm mình, số điện thoại, thông tin liên hệ ở đây. Vâng. Và bạn nào mà livestream này mà các bạn nào xem cái livestream này mà các bạn đặt mua sách của mình, hai cái quyển sách vượt biển lớn và mỗi ngày một chút thôi đó, hai quyển sách này là 210.000 sẽ gửi đến nhà các bạn trên mọi miền đất nước, các bạn ở bất kỳ tỉnh nào cũng gửi về nhà các bạn hết. Hai quyển sách này là 210.000 free ship luôn cho các bạn, trong giai đoạn này thì free ship luôn cho các bạn, miễn phí ship cho các bạn. Và các bạn sẽ được ép vào một cái group. Cái group này là group toàn là những người làm kinh doanh, đã đảm bảo họ đã sở hữu hai cái quyển sách của mình rồi. Và các bạn có dịp kết nối cả ngàn người, toàn là những người làm kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước này ở trong cái group đó, để chúng ta giao lưu kết nối với nhau. Bạn nào mà có hai quyển sách rồi mà chưa được ép vào group thì các bạn comment cho mình để mình biết, mình đưa đường link và các bạn trả lời được những câu hỏi trong đó thì các bạn sẽ được ép vào group. Cảm ơn các bạn đã xem cái livestream của mình. Các bạn chia sẻ cái livestream này đến cho người thân của mình, lưu về trang của mình để cho mọi người cùng biết. Bye bye các bạn và gặp lại các bạn sau.